Hi, chào anh em Bảo, xin chào lớp mình từ lũ S98. Rất vui quay trở lại bạn trong video với chủ đề tư vấn đội hình. Hãy tranh thủ mình nạp vào VN đang win siêu lợi tức ở server số 91. Thì bạn ấy có một câu hỏi mà mình nghĩ đó cũng là câu hỏi chung của rất nhiều các bạn thôi. Đó là đội hình hiện tại của em thì nên là định hướng như thế nào trong tương lai khi mà bạn ấy đang rất mù mịt. Mình thì thật ra là không thấy mù mịt lắm về mặt đội hình đâu. Khi mà trong đội hình này thì các bạn thấy rằng vị trí tấn công đã rất mạnh mẽ với 3 võ sĩ đả, lần lượt là Omigadugo, Asuka và Gonit. Trong đó Gonit thì sẽ là trợ công, còn Omigadugo và Asuka sẽ là mắc pinh về mặt tấn công luôn. Asuka tàn nhưng chưa phế, chắc chắn nó vẫn có khả năng là người sát thương rất lớn nữa. Omigadugo thì cần thêm một hùng vũ khí để nâng lên lục môn, mảnh vạn năng thì thừa rồi. Về vị trí Gonit thì cũng lục môn rồi, nói chung là best ở 3 vị trí đả rồi. Về vị trí hỗ trợ chúng ta có Mai và Semiloi. Semiloi thì là một võ sĩ khá cũ, chứ Mai thì vẫn dùng ngon và vẫn còn đất diễn rất lâu nữa. Một vị trí hạt nhân Ainis mình nghĩ rằng nó cũng không tốt bằng Kyo, nhưng vẫn là một vị trí bền và có thể dùng được. Với vị trí Ainis này các bạn lên top 0x thì có thể khó, nhưng mà 1x, 2x thì vẫn ngon lành cả nhà. Do đó thì team sẽ thiếu một vị trí vệ, một con tanker thật là cứng để thay thế cho Semiloi. Thế thôi, định hướng đội hình theo mình thấy rất cơ bản và dễ chơi, dễ trúng thưởng. Ở bên dưới thì mình không thấy bạn ấy có một con vệ nào đủ sức để đưa vào đội hình ngay bây giờ. Nghĩa rằng trong tương lai bạn ấy sẽ phải, về mặt võ sĩ là sẽ phải lấy một con võ sĩ vệ thật là cứng. Thế thì sự lựa chọn nào trong tương lai? Lịch ra mắt event thì chưa có, nhưng mà chúng ta có thể dự đoán được là chắc chắn sẽ có vòng 2 của Rabeto trong mấy ngày gần đây thôi. Mình nghĩ rằng không lâu đâu, chỉ đếm bằng số lượng, kéo tính bằng tiếng là chúng ta sẽ có lịch chi tiết event cho cái đợt vòng 2 của Rap. Và một con võ sĩ chưa ra mắt nữa là Hayden, và thậm chí tương lai xa hơn là Athena. Có thể nó có ra trước Athena, trước cả Hayden nhá, cái đấy thì mình cũng không dám chắc. Finger Fun đợt này thì khó đoán lắm. Đấy là 3 con vệ để bạn có thể lựa chọn khác nhau. Tuy nhiên lấy gì thì lấy, chúng ta cần phải xem tiềm lực đến kim cương. Hiện nay thì bạn ấy đang có lượng kim cương túi đồ hiển thị ở ngoài này là 71.300, kèm theo một ít trong túi đồ nào mình xem là có giấu nhiều kim cương hay không. Mình cần tìm tổng lượng kim cương để xác định các bạn ạ. Rap, Hayden hay là Athena theo mình thì đều để phát huy hiệu quả đều cần nâng cái trạng thái lục môn. Như vậy là không còn nhiều lắm kim cương. 72k này nhìn thì to, nhưng mà nếu như mà giả sử chơi bây giờ chơi Rap vòng 2 nhá, thì theo mình sẽ là lấy một võ sĩ và một hùng vũ khí thôi. Còn một hùng vũ khí còn lại lại phải để sau, nghĩa là sẽ tiêu tốn bao nhiêu, khoảng 40k kim cương. Như thế thì tỷ lệ cao là hụt mèo. Cho nên phương án Rap vòng 2 theo mình là nên bỏ qua. Đấy chứ không phải đơn giản đâu các bạn ạ. Cần phải cả lực chứ. Còn vị trí Rap hay là Athena hay là Hayden theo mình đều thay thế cho Shermy tốt và đều giúp cho ạc tăng hạng cao, tùy thuộc vào lượng kim cương hiện có thôi. Cho nên mình nghĩ rằng phương án Rap là bỏ qua vì kim cương không phù hợp. Chưa kể Omigadugo đang còn cần thêm khoảng từ 20 cho đến 25 cái kim cương nữa mới S-mark được, cũng rất cần. Cho nên theo mình bỏ Rap đợt vừa rồi, thay vì đó thì chờ tới Hayden và Athena. Đấy là về mặt võ sĩ. Bên cạnh về mặt thay đổi hay là cần có sự bổ sung định hướng về mặt võ sĩ, các bạn còn định hướng về mặt lực chiến hay là đồ theo kèm nữa. Kiện này đang ở cấp độ level 110, không quá xa so với những người chơi top khác, nhưng là nói thật là hơi tụt level một tí, nhưng chắc là cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đâu. Nhưng mà lực chiến này thì thua xa các bạn ạ. Mình nghĩ rằng với VIP 8 như thế này và đội hình như thế này thì hoàn toàn có thể hướng tới ít nhất là hạng khu vực 4x, 5x về mặt lực chiến. Các bạn để ý trong team thì hoàn toàn là bạn ý là đang không có võ sĩ nào là phụ cả. Cả 6 con đều có thể coi là võ sĩ chính. Đấy, không dùng EG hay dùng gì hết mà lực chiến lại tụt thảm hại như thế này. Mình nghĩ rằng phải phấn đấu lên đến tầm khoảng 7 triệu lực chiến, 8 triệu lực chiến hạng 3x, 4x. Đấy, chứ như này theo mình lực chiến là tệ quá. Đấy, nguyên nhân đó là do đồ của bạn ý võ sĩ theo kèm là tệ quá. Bao gồm cái gì? Các bạn nhìn Tinh Tú, ui giời ơi, vẫn còn đang cộng 1, cộng nhất như này, ông cày lười quá. Đấy, thứ nhất là phải chăm chỉ cày quốc lên, level của hội này cũng chưa đủ các bạn ơi. Ui dồi ôi, ông ốc chịu cày à, mỗi ngày nó cho đánh miễn phí cái này mà, đúng không? Đấy, và một lần trả phí thì mua đi. Đấy, dùng kim cương đâu rồi, trong cái chỗ này các bạn này. Đấy, nhiệm vụ này nó có một cái tiêu kim cương 49 đây này. Đây là Tinh Tú này, đây là rune hay là Tinh Tú? Awaken Blood đây này, Awaken Blood là Tinh Tú hay cái gì nhỉ? Từ từ để mình vào xem ông này đã mở Tinh Tú mỗi ngày chưa. Nó có một cái shop Tinh Tú. Đây các bạn này, store.
Đấy, như khả năng cao là ngày hôm nay ông ấy chưa mua lần nào, thì ông ấy chắc chắn ông ấy chưa mua lần nào rồi. Mỗi ngày các bạn mua một lần tinh tú nhá, thì các bạn sẽ hoàn thành được cái nhiệm vụ quay tinh tú. Đâu rồi, đây là vừa làm siêu lễ tức xong rồi này. Làm siêu tức đều tay này sợ đấy chẳng hạn, đúng không? Petal pass thì tất nhiên tốt hơn rồi, nhưng mà thôi được rồi, siêu lễ tức thế cũng là không ngán ai rồi. Đây các bạn, đấy các bạn mua một lần nữa nhận được thêm một vé này nữa, tức là được giảm giá một nửa, tích lũy dần vào thì ông mới có được gọi là tinh tú mà chơi, lực chiến nó mới gia tăng lên thì đánh nhau được. Võ sĩ mà không có đồ thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi, khác gì con boss đâu, đúng không? Boss lực chiến nó cao, võ sĩ nó mới nhưng đại à, lực à, võ sĩ nó mới nhưng làm gì có sức, đúng không? Đấy các bạn, cày cuốc chế độ này tốt vào, để cày cuốc chế độ tinh tú là cái chế độ nào mình nhớ không nhầm là chế độ để lấy đồ nâng cấp tinh tú ấy, nó là cái chế độ đâu rồi, có phó bản để đánh nhau nâng cấp tinh tú, Overlord Battle à, đúng cái này không nhỉ? Không, cái này là kỹ thuật Nest, cái này là kỹ thuật Nest. Từ từ, cái nâng tinh tú nó phải là cái nào nhỉ? Explore, không, cái này là phòng thí nghiệm hạt nhân, cái này thì nó lại mới hơn nữa các bạn. Như kiểu ông ấy chưa vào mấy cái này bao giờ ấy sao ấy? À không, không có, mày cày á, đây nick này lâu lâu mình mới vào nên thành ra nó đòi dữ liệu. Ô, cái chỗ nào để kiếm nguyên liệu tăng tinh tú nhỉ? Phó bản nào nhỉ? Tự nhiên anh ông ngáo quên. Thế tạm thời ông cứ mua trong shop tinh tú thôi nhá. Tôi không nhớ ở trong cái shop nào nó bán đồ nguyên liệu nâng cấp tinh tú rồi. À đấy, đây thêm cả cái này, cái này. Đây à? À đây, 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 secret, đây, 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 đúng không? Đấy, đánh mỏ này ông, phân bổ võ sĩ vào, cho nó đánh, đúng không? Chuyên ác vào, hiện nay nó chưa mở nhá, nó mở thì vào mà nâng cấp để mà kiếm đồ. Video mình chia sẻ cái chế độ Secret Blaze hay là tinh tú này mình đã chia sẻ với các bạn rồi, vào một quẩy thôi chứ còn gì nữa, đúng không? Kiếm đồ nâng cấp cho nó, những đồ tinh tú yếu quá. Cái thứ nhất nha, nhắc lại tinh tú này, một là ông quay cái nhiệm vụ mỗi lần một vé tinh tú bằng kim cương ấy, chứ không phải quay vé miễn phí đâu, để hoàn thành kiếm tinh tú đỏ ấy, lắp dần vào, dần dần thời gian nó sẽ tăng lên như các bạn bảo. Thì nay ông vẫn còn chưa full cam như này chết không. Cái thứ hai là kiếm làm cái nhiệm vụ Secret Battle đều tay để kiếm nguyên liệu nâng cấp hội này lên. Đấy là về tinh tú. Rune thì thú thật là hơi khó vì rune nó phải từ Battle Pass. Ông ấy không nào Battle Pass thì nói thật là rune cày chay là sẽ hơi lâu đấy. Thôi lông dân thì phải chấp nhận như vậy nhá. Cày chay đợi những event nó ngon 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 thì kiếm rune đỏ thì mua thôi chứ chả biết làm nào khác. Đúng không? Ê, Petal Pass nó là một cái gói quà, nó cho nhiều phần thưởng quá nên mình cũng không biết nói các bạn thế nào. Đó là thôi, nó ra tính năng thì nạp thì chỉ biết làm thế nào. Mới nhưng mà được cái các bạn, Petal Pass là các bạn cứ mở 3 tháng, chính xác là phải 3,3 tháng, như vậy cho 1 tháng miễn phí. Đấy, cho nên là nhìn chung là nó cũng không tốn lắm đâu. Giá 700 mà chia đi thì nó cũng chắc tầm khoảng 500 tháng thôi, hơn cái siêu lợi tức một tí thôi. Đấy, thì để tiết kiệm thì các bạn có thể là làm lợi tức vào Petal Pass. Đấy thì sẽ tiết kiệm hơn. Làm lợi tức thì cứ 3 tháng lợi tức thì sẽ được miễn phí một lần siêu lợi tức. Đấy, nó cũng giống như kiểu Petal Pass ấy các bạn, gần gần giống nhau, đúng không? À đây này, Petal Pass miễn phí tháng này này. Đúng không? Đấy, khả năng cao ông lại chơi Petal Pass đều tay chứ. Thế thì thiếu gì rune, đúng không? Đấy, nhưng mà Petal Pass rương người ta cho rune mà ông lại chọn thành, ông ấy chọn thành phím một mảnh vạn năng thì chết tôi, đúng không? Đây có hai viên đu đỏ đây thì ông chả mang ra dùng làm gì đây, vách cả xoài trong túi đồ mới có, ông không hiểu sao mới dùng lên để mà đánh nhau đi chứ còn đợi cái gì nữa. Đây à, không, có hai dương đây. Ở đây không phải dương run mà là mảnh run, đúng không? Bỏ ra ghép chơi sự kiện hot run đổi lấy được một viên run rồi thì thế thôi, tích lũy dần dần này nó mới có đồ để mà chơi chứ, đúng không? Cái thứ ba là event kỹ thuật Nest. Event kỹ thuật Nest này thì thật sự là phải tích kim cương. Tích kim cương hoặc là chơi cái event. Thật ra là chơi event, ví dụ như event Noel, event Summer, cái gì nhỉ, event lễ hội mùa hè ấy, Summer Holiday ấy. Dần dần mỗi lần nó sẽ cho 1 đến 2 cái viên này thì tích lũy dần dần. Rồi là một số cái sự kiện mà nó bán giá rẻ thì quẩy thôi. Đấy, tích lũy dần dần được 2 con full đỏ ấy, là có khả năng bắt đầu gánh gánh nhận tem rồi các bạn ạ. Ok, đấy là cái tính chế độ này. Cuối cùng
đó là cái này thì thôi bỏ qua, theo mình cái này thì chơi miễn phí thôi chứ không cần thiết phải gọi là đầu tư nhiều đâu. Tính năng này nó chưa quan trọng lắm, yêu cầu ưu tiên mấy cái kia trước đấy thì nó sẽ gia tăng tốt hơn. À còn một cái rất quan trọng nữa mà không thể không nhắc tới là cái hồn được 5, thì bạn này mình thấy đánh khá là tốt đấy, dần dần bòn rút lên thôi. Hiện nay thì đang có 6 bộ, trong đó có bộ Go Goat này thì nó không quan trọng lắm, theo mình dừng nâng bộ này mà thay vào đó thì up cái bộ Storm, bộ Devil này lên cao hơn nữa đi. Xôi sói cừu tạm thời 1 sao thôi, thay vào đó thì lên theo mình ấy, thì khó phép nha. Bây giờ nâng cái bộ G bây giờ đây, server mới bây giờ nghe chừng căng phép. Thời điểm bộ Winter này thì nó phù hợp nhất là với Kulabang, phù hợp nhất là với Hayden, à là chống Kulabang nhé, phù hợp nhất là với Hayden. Đấy, Omega Logo cũng phù hợp. Đấy, thì theo mình là nếu như xác định cho Hayden thì kiếm Winter, còn nếu như mà Meditation thì thôi bỏ qua, còn nếu như mà không chơi ấy, không chơi Winter thì thôi cứ nâng mấy cái bộ này cho lên cao, lên sao cao ấy đã, bao gồm cả sói cừu luôn. Đấy, chứ cái hồn được 5 này nó lại khắc chế lẫn nhau các bạn. Ví dụ Meditation để khắc chế hợp tác, nhưng hợp tác bây giờ gần như out rồi nên là nâng thêm thì nó cũng hơi phí. Ngoài ra Meditation còn khắc chế được sói cừu phong ấn. Đấy, hồn lực Winter Fire Shout này thì lại khắc chế được băng của Kula Yumi, nhưng mà cái hội đấy nó sắp out rồi đúng không? Đấy, thì dùng nó lại hơi phí, thì thôi nâng cấp cái hội này đi là ăn chặt, đúng không? Đấy, thì cứ túc tắc nâng dần lên. Đấy là về hồn lực 5 nhá. Chốt lại, arc này là sẽ thiếu về cả võ sĩ lẫn đồ. Một số đồ miễn phí thì mình đã chia sẻ cách chơi rồi, nhưng một số đồ mà không miễn phí, giống ví dụ như hồn lực 5, thì buộc phải dành kim cương ra và phân bổ tài nguyên cho nó. Cụ thể thì bây giờ trong vòng 1 tháng gần đây thì mình sẽ nghĩ là sẽ làm gì. Theo mình là bỏ võ sĩ, không chơi võ sĩ, không chơi rap, không chơi võ sĩ mới cả, chờ, ý là không chơi rap, chờ hẳn con võ sĩ mới hẳn đằng sau nó ra, ví dụ như là Hayden hoặc là Athena thì chơi để tích kim cương để nâng con đấy lên S-Max. Còn lại thì chơi mấy cái đồ này miễn phí và chờ Even hồn được 5 nhá, chờ Even hồn được 5. Đấy, chơi sói cừu. Còn đâu nó cho bão tố miễn phí thì nâng bão tố lên làm sao. Đấy, chứ đừng có ham hố mà chơi mấy đợt tới 72k kim cương to nhưng chơi phát thành nhỏ ngay. Ok. Rồi, cảm ơn bạn Darkwing đã tin tưởng cả về mặt tinh thần lẫn vật chất. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.